Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương, các bạn hay gọi là Master Phùng Phương. Tôi là chủ tịch của Phong Thủy Phùng Gia. Sắp mà Tết đến xuân về, xin kính chúc cho các vị gia chủ luôn được phúc thọ khang ninh, vạn sự như ý. Và trong thời điểm này thì có lẽ chúng ta đã đều sở hữu cuốn Lịch Âm Dương Cát Tường Nội Nhật rồi, đúng không ạ? Và thay lời tri ân tới quý bạn hữu đã đồng hành cùng Phong Thủy Phùng Gia trong suốt thời gian qua, hôm nay tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn về phần nội dung cũng như là cách tra cứu ngày, giờ, việc nên làm và nên tránh để giúp cho chúng ta có thể chiêu tài, khai vận trong năm mới Quý Mão 2023 tới đây. Về nội dung thì cuốn lịch này đề cập đủ các thông tin rất là hữu ích, ví dụ như là dự báo về vận trình của mỗi con giáp hay là chi tiết vận hạn của các tuổi trong năm 2023, và cũng như các thông tin đầy đủ về can chi, nạp âm, cung phi hướng hợp cho mỗi tuổi tương ứng theo nam mệnh và nữ mệnh. Đây là những cái kiến thức phong thủy tôi sẽ chia sẻ hết các bạn. Và trong phần mở đầu của cuốn sách cũng đề cập chi tiết các hướng tốt, hướng xấu trong năm 2023. Sở dĩ tôi nhấn mạnh ở đây vì đây là năm bản lề kết thúc vận 8 và mở ra vận 9. Có nghĩa là sau cái năm 2023 này thì 20 năm sau phong thủy nó sẽ khác với tất cả những quãng thời gian trước của nó. Nên đây là một thời điểm chuyển tiếp rất nhạy cảm và quan trọng. Vì thế nên là lời khuyên tôi đưa ra làm sao để chúng ta để có thể tăng cường được vận may trong năm nay cũng sẽ được đề cập chi tiết ở đây. Các nội dung phần mở đầu này sẽ là công cụ hữu ích để phục vụ cho việc tra cứu chi tiết cho cuốn lịch âm dương cát tường nội nhật Quý Mão này. Bây giờ tôi sẽ cần phải nhấn mạnh với các bạn một điều về ngôi sao số 4 Tứ Lục Mộc. Đây là một ngôi sao trong hệ thống cửu tinh có tên là Tứ Lục Mộc, hay tên gọi chính thức nó là Văn Xương. Đây là ngôi sao trung tính, không quá tốt cũng không quá xấu và dễ tạo ra những tranh cãi trong học thuật cũng như là do cho những người sử dụng. Chính vì vậy nên là tôi không liệt kê các đặc tính của ngôi sao số 4 này trong nội dung của cửu tinh khi mà đề cập về việc chọn những hướng tốt, hướng xấu trong ấn phẩm lịch năm 2023. Các bạn có thể liên hệ với các bộ phận trợ lý của Phong Thủy Phùng Gia để có được các thông tin chi tiết hơn đến cát hung của sao này, tùy theo phương vị và sự di chuyển căn cứ theo huyền không phi tinh. Nói tóm lại là tôi sẽ không nói tới ngôi sao đó trong cái quyển sách này vì nó sẽ gây ra rất là nhiều những tranh cãi không đáng có. Về nội dung chi tiết của lịch âm dương cát tường nội nhật Quý Mão năm 2023 ấy, thì các bạn dở giúp tôi trang số 13. Trang số 13 là có sẽ hướng dẫn tra cứu lịch vạn sự nội nhật rồi. Và trong này sẽ có đầy đủ tất cả những cái chú giải chi tiết để các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc chúng ta làm tra cứu lịch. Còn sau đây thì tôi sẽ dở một trang bất kỳ của một ngày trong năm 2023 và sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tra cứu. Ví dụ như tôi sẽ lấy một cái số nó rất tài lộc là số 86 đi. Số 86 nó sẽ là ngày 16 tháng 1 dương lịch, tức là ngày 25 tháng 12 âm. Nhìn vào đây thì ta có thể biết đây là ngày 16 tháng 1 năm 2023, rơi vào ngày thứ 2, 25 tháng 12, năm Nhâm Dần, tức là ngày Giáp Tuất này, tháng Quý Sửu này và năm Nhâm Dần. Xét về vận trình thì đây là một ngày bình hòa, vì ở trong này nó có thể hiện 3 ngôi sao màu đỏ. 3 ngôi sao màu đỏ là một ngày bình hòa, 4 ngôi sao thì sẽ là tốt, 5 ngôi sao thì là cực tốt. Và để tra cứu các công việc thuận lợi mà chúng ta sẽ triển khai thì các bạn có thể nhìn vào khung màu đỏ có chữ công việc ấy, thì những cái công việc được liệt kê trong khung màu đỏ này sẽ là những công việc tốt chúng ta nên làm trong ngày đó. Cụ thể ở trong ngày mà tôi ví dụ này thì sẽ cầu tài, cầu tự, khởi công, cầu may mắn, bình an, hạ giải, ngày phạt mộc, tu tạo nhà cửa, làm thiện nguyện hay là việc hỷ sự đều rất là thuận lợi. Có thể có một vài những từ các bạn sẽ khó hiểu, ví dụ như là phạt mộc chẳng hạn là chặt cây, rồi hạ giải có nghĩa là chúng ta phá bỏ một cái gì đó. Nếu như chúng ta có bất kỳ một cái thắc mắc nào chúng ta không hiểu thì tốt nhất các bạn hãy liên hệ các bạn đội ngũ trợ lý của tôi. Các bạn đội ngũ trợ lý sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ chi tiết. Về xếp hạng con giáp theo ngày thì các bạn nhìn vào mục vận trình của 12 con giáp bên tay phải đấy. Theo đó thì ngày 16 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức là ngày 25 tháng 12 âm lịch, thì con giáp tuổi Mão sẽ có vận trình tốt nhất với các bạn có thể nhìn thấy đây là 4 ngôi sao. Và tiếp theo lần lượt sẽ là Ngọ, Dần và Tuất, cũng là những tuổi tốt. Trong khi đó thì các bạn cần phải
chú ý cái dòng cuối cùng, dòng màu đen đậm ấy, là tuổi Thìn là xấu nhất này, rồi tới Dậu một tí, rồi tới Thân. Và một thông tin nữa cũng rất là hữu ích, đó là giờ xuất hành. Thì các bạn khi mà đi xa, chúng ta nên chọn những cái khung giờ có cái chữ màu đỏ ấy, là gồm khung Đại An, Tốc Kỳ Hiệp và Tiểu Cát này. Như ngày 16 ấy, chúng ta sẽ có giờ Sửu, giờ Mùi, giờ Mão, giờ Dậu, giờ Tỵ, giờ Hợi là những khung giờ tốt để chúng ta có thể xuất hành. Một thông tin nữa cũng rất hữu ích, đó là phi tinh Cát Hung ấy. Cái phần phi tinh Cát Hung này, những ngôi sao màu đỏ là ngôi sao tốt, nó tương ứng với các hướng. Thì ở trong ngày này, nếu như mà các hướng màu đỏ thì chúng ta nên dành nhiều thời gian ở đó, chúng ta nên làm đại sự ở đó. Còn những vùng màu đen thì chúng ta không nên dành nhiều thời gian ở đó, và chúng ta cũng không nên tiến hành đại sự ở khu vực này. Duy chỉ có một ngôi sao số 4 ấy, như tôi đã nói ở trên, đây là một ngôi sao trung tính. Chúng ta nếu như được thì chúng ta cũng không chọn cái khu vực này nếu như mà cái đại sự của chúng ta quá quan trọng. Còn nếu mà không quá quan trọng, chúng ta hoàn toàn có thể chọn được. Và hy vọng đây sẽ là cuốn cẩm nang và là người bạn đồng hành hữu ích để mà các bạn chúng ta có thể chủ động nhất với mỗi dự định của chúng ta, và nhằm hướng tới một vận trình khởi sắc và thành công hơn. Một lần nữa thì chúc các bạn luôn được vạn sự thuận lợi, an lạc, toàn gia.